Bạn mất nhiều tiền và thời gian làm nội thất mà nhà bạn mãi vẫn chưa cho thuê được. Bạn mong muốn đầu tư nội thất để cho thuê tiết kiệm nhưng vẫn hiệu quả. Bạn mong muốn cho thuê bất động sản của mình dễ dàng hơn và giá cao hơn. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 bước giúp bạn tiết kiệm chi phí, tạo ra một cái ngôi nhà tuyệt vời để khách hàng ở nhà bạn mãi không muốn đi. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Việt, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế nội thất. Đồng thời tôi cũng là nhà đầu tư kinh doanh bất động sản với 15 kinh nghiệm. Tiếp sau đây tôi sẽ mời bạn vào sâu 5 bước chọn đồ nội thất đầu tư để cho thuê. Bước thứ nhất đó là xác định đối tượng khách hàng. Thì đầu tiên chúng ta phải vẽ chân dung về khách hàng hướng đến. Đó là phân khúc khách hàng, trung cấp hay là cao cấp. Quốc tịch khách hàng là Việt Nam hay là khách Âu hay khách Á. Độ tuổi khách hàng nó là bao nhiêu. Màu sắc khách hàng yêu thích. Nghề nghiệp. Số lượng người ở, đó là ở đôi hay ở nhóm người. Bước thứ hai, đó là lên ý tưởng chi tiết cho căn hộ. Phong cách bạn hướng đến là gì? Là nội dung để bạn định hướng tổng thể cho một cái ngôi nhà bạn mang một phong cách rõ ràng. Màu sắc chủ đạo là màu gì? Ví dụ là màu trắng hay màu ghi. Nếu bạn có một cái không gian chật hẹp thì tôi khuyên bạn nên chọn là màu trắng, thì giúp bạn có một cái không gian rộng hơn. Phong cách thiết kế thì chúng ta có một số cái phong cách cơ bản như sau. Đó là cái phong cách đó là hiện đại. Hiện đại sẽ phù hợp với những cái không gian là hẹp, cũng có thể phù hợp với không gian là rộng. Phong cách tân cổ điển phù hợp với những cái không gian rộng. Phong cách tối giản thì sẽ phù hợp với những cái không gian hẹp. Về màu sắc chủ đạo và tỷ lệ màu sắc. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn có hai cái công thức cơ bản về tỷ lệ vàng trong thiết kế. Đó là 60-30-10 và 40-40-20. Ví dụ trong cái trường hợp này là 60-30-10 thì 60 thì mình được hiểu đó là cái màu chủ đạo, 30 đó là cái màu cấp 2 và 10 đó là màu nhấn. Tiếp đó chúng ta đến bước thứ 3, đó là dự kiến chi phí đầu tư. Tài chính dự kiến đầu tư của bạn đó là bao nhiêu? Tiền mình có là bao nhiêu hay là đi vay mượn? Tiếp đó là bước thứ 4, đó là kiểm tra và lược bỏ. Đây là bước rất quan trọng, giúp bạn tối ưu về chi phí. Đôi khi nó còn làm đẹp hơn cả cái căn hộ và cái bất động sản của bạn. Có một số hạng mục và nội dung có thể vì cảm xúc của bạn mà bạn cần làm, nhưng trên thực tế nó không cần thiết với bạn. Bạn cân nhắc và loại bỏ hạng mục đó. Tôi lấy ví dụ như cái trong trường hợp là tủ bếp chẳng hạn. Ví dụ nếu mà cái phần tủ bếp kịch trần bạn thấy cần thiết thì bạn hãy làm, còn nếu mà không cần thiết thì bạn cũng không nên làm. Hoặc những cái bàn ăn, ví dụ bạn dự kiến là cái bàn ăn của bạn khoảng 4 người đến ở nhà bạn thôi, thì bạn lên chỉ đầu tư khoảng 4 ghế, không nên đầu tư nhiều bàn ăn và ghế ăn. Tiếp đó là bước thứ 5. Đó là chọn đồ nội thất. Đây là bước quan trọng để biến ý tưởng của bạn thành sự thật. Tìm với kinh nghiệm của tôi thì đầu tiên thì bạn sẽ tìm ra 3 nhà cái cung cấp trở lên. Mục đích tại sao lại tìm ra 3 nhà cung cấp? Mục đích ở đây là để giúp bạn tìm ra cái phương án tối ưu hơn, kiểm tra và đánh giá cái năng lực cái nhà cung cấp đó dựa trên những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất đó là vấn đề giá thành, thứ hai đó là vấn đề năng lực sản xuất, thứ ba là chế độ bảo hành, thứ tư đó là thái độ hợp tác. Nếu bạn có thời gian thì tốt nhất là bạn đến xem nhà máy và cái sản phẩm của họ đã làm. Không nên tin vào 100% cái đơn vị tư vấn cho bạn. Sản phẩm tốt được tạo ra 3 yếu tố như sau, đó là con người, vật liệu và công nghệ.
Bạn thấy video của tôi có ý nghĩa, hãy like và share giúp tôi. Nếu bạn có những cái câu hỏi thì bạn hãy comment xuống, tôi sẽ trả lời và chúng ta sẽ giao lưu với nhau. Chúc bạn có một cái ngôi nhà tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của tôi.